một bạn hỏi là một câu hỏi về tục hái lộc đầu năm. tiến sĩ cho em hỏi là giờ mọi người hay cắt cành lộc đi bán vậy việc mua cành lộc về nhà có đem à, đem lại may mắn hay là phải trực tiếp đi hái lộc như dân gian vẫn làm à, cái này thì nó cũng hơi khác một chút với việc chúng ta hái lộc ở chùa. Đấy, thì ở đây chúng ta nên nhớ này là những người trồng đào trồng quất hay là đấy thì cái Chủ yếu của những người người ta trồng là cái chu kỳ đến cuối năm là người ta phải mang đi cái cây để người ta bán để chơi Tết. Và mục đích cái cành đấy chỉ chơi, ví dụ như ta mua một cành đào à, hay là cành mai, thì một số cái cây nữa chỉ để. Nếu như họ không cắt đi thì hết cái vụ đấy nó cũng tàn nụi. Chứ họ cắt đi để bán cho mọi người chơi Tết xong thì cái cây nó mọc ra cành mới. Đấy là chúng ta là những cái cành cây cành để chơi Tết. Thì chúng ta mua về cho nó vui vẻ vũ nhà. Ai thích chơi năm nay chơi đào hay chơi quất hay là cành mai hay là cái cành à, hải đường hay cái cành gì đấy cho cái không khí xuân nó vui vẻ thì đấy nó cũng không sao. Cái đấy không phải là chúng ta đi hái lộc mà chúng à, đi bẻ lọc cái nơi mà chúng ta là những người cái cây đó đã đi phục vụ cho cái việc chơi tết đấy thì tùy theo cái sở thích của chúng ta của mỗi nhà mỗi năm chúng ta có thể mua cành đào hay là mua cả cây đào về chúng ta chơi chơi xong là bây giờ hết tết chúng ta lại mang đi cấy hoặc là chúng ta cành thì chúng ta là hết cái thời gian chơi tết Chứ cành hoa vậy thì hết thời gian sử dụng rồi chúng ta lại hủy nó đi thì cái chuyện này chuyện rất bình thường miễn là chúng ta mua những cái Cảnh đấy về để mà à, chơi cho nó vui vẻ thì chúng ta được cái lộc ở đây là gì là vui vẻ à, chơi tết nó đẹp còn một cái nữa là chúng ta những người trồng quanh năm để bán cái đấy thì họ cũng có tiền để họ cải thiện đời sống trong năm có người làm cái nghề trồng hoa hay trồng cây cảnh hoặc trồng những cái đồ vật để bán cho người khác để chơi tết thì đấy cũng là một nghề và chúng ta à, quanh năm suốt đời chúng ta làm việc khác thì không có thời giờ để chúng ta làm cái đồ chơi tết thì họ lại làm cho chúng ta thì trao đổi hàng hóa thì cái chuyện này cái chuyện bình thường thì lọc hay không cái đấy nó do cái thú vui của chúng ta thôi chứ không phải vì mua cái đấy là được lọc hay không là do mình phấn khởi thôi chứ còn nó không liên quan nhiều đến việc là mua cái đấy thì được lọc mà không mua cái đấy không có lọc đó không phải mà chúng ta à, thỏa mãn được cái sự chơi tết của mình hoan hỉ cho cả gia đình à, để tạo ra một không khí xuân thì đấy là hai cái việc cái nào khác nhau chứ không phải cứ mua cái đấy thì nó có lộc mà cũng không phải. Đấy, cảm ơn bạn. Có bạn hỏi bạn Ngọc Anh và một số bạn hỏi chương trình cho em hỏi là đón năm mới ở nhà hay ở chùa thì tốt hơn? Vì nhà em có tục cứ giao thừa là ra chùa và sau đó hái lộc ở chùa về nhà mình. Em cảm ơn. À, thì. À đây cũng là cái câu hỏi của nhiều bạn khá nhiều bạn ấy thì bạn là uh, giao thừa bạn ở nhà hay ở chùa cũng được thì thường ngày xưa ấy thì là không có pháo hoa thì thường, thường chúng tôi đến chùa để dự lễ giao thừa ở chùa nhưng bây giờ pháo hoa ấy, thì thường người ta đi dự bán pháo hoa rồi là người ta đến chùa sau đó về nhà mình thì là, đấy là tùy theo à, tín ngưỡng tùy theo tín ngưỡng vùng miền có những bạn này đi theo uh, phật giáo thì bạn đã ra chùa nhưng có người không theo phật giáo mà theo thì tôi giáo làm sao thì họ lại đến nhà thờ có người cũng không theo phật giáo không theo thì tu giáo thì họ lại đi theo và đi đến chỗ các à, à, đạo thánh Đấy, hay là đến chỗ à, gia tiên những à, nhà thờ tổ họ tùy theo cái nơi nào mình thấy linh thiêng thì mình đến và nên chú ý tôi cũng không bảo bạn nhất thiết phải đến chùa vì cũng có chùa đa phần là cái chùa đem lại cho chúng ta những điều à, vui tươi tốt lành và an bình trong đầu năm nhưng có những cái chùa cũng không giữ được cái nếp như vậy có khi sư chủ trì chùa đến là làm cho chúng ta lại bực mình thì sao cho nên là chúng ta chọn những cái chùa tu chánh pháp chúng ta đến cũng là tốt đầu năm đến những cái chùa chánh pháp lễ phật cầu an là cái tốt nhưng nếu không thì chúng ta đến những cái chùa mà phàm phu tục tử có khi chúng ta lại nhận được cái bực mình nó cũng không có hay cho nên riêng cái trường làng học này tôi trả lời là bạn ở nhà hay ở chùa là tùy cái tín ngưỡng của mình thấy nơi nào vui thiêng liêng để chúng ta đến hoặc là chúng ta đến cái nhà văn hóa đông người ở trong bà con dân làng đến nhiều người đến chúng vui thì chúng ta đến là chúc tết hoặc là những cái nơi mà có đông người để chúng ta chúc tết đầu năm và chúng ta phát quà thì cái đấy là cái tốt nhất tùy theo chứ cũng chúng tôi cũng không à, tư vấn là bạn dứt khoát phải thế này thế khác nhưng có điều này chúng ta nên lưu ý có trước đây à, bây giờ thì cái cái, cái tục lệ này này ít rồi chứ trước đây tục lệ này khoảng 10 15 năm trước đây là người ta có một trực tuyên truyền là đến chùa hái lộc do vậy những cây mít thì những cây lộc ở chùa đầu năm sau khi sang một hai trần trụi ra bởi vì các vị là hái lộc chùa cho nên là cứ cây đào có lộc ở chùa các vị vặt sạch bác về đấy, cái đấy là không nên chứ đấy là chúng ta triệt lộc chứ không phải là đi hái lộc bởi vì sao mùa xuân đầu năm là chúng ta để vun bồi công đức à, chúng ta là tăng trưởng cái phúc lộc lên chứ chúng ta lại đi triệt phá không những triệt phá môi trường mà chúng ta triệt những cái hay đi đấy không phải là lộc đấy không phải là hái lộc chúng ta là triệt lọc thì tôi khuyên mọi người là về mặt tâm linh chúng ta không nên triệt phá cây cối những cái cây đâm chồi này lọc ra đầu năm đấy là cây đấy về mặt môi trường nó phát triển đem lại điều tốt lành cho con người và cho thiên nhiên nhưng đồng thời về mặt tâm linh thường là phút giao thừa đầu năm đấy thì những cái cây đó là những cái à, vong những cái à, những cái linh hồn mà không nơi nương tựa không có nơi để về thường họ đến họ tụ tập ở đấy mà chúng ta lại tưởng đến là lộc chúng ta hái về cầu cạnh mang về nó có một cái quả gì đấy xong chúng ta lại cầu nhưng kéo cõng cuốn họ về nhiều nhà chúng tôi thấy có những cái năm ấy tự nhiên khi đi hái cây lộc về trong năm chẳng được lộc mà cuối cùng cứ không chú đáo là bắt đầu lại có chuyện nọ chuyện kia đến soi hóa ra chúng ta đi cõng rắn cắn cả nhà chúng ta đi rước những cái việc cái về mà chúng ta không biết cuối cùng họ ở trong nhà chúng ta chúng ta không thờ cúng chú đáo chúng ta không phục sự một cách đầy đủ thì chúng ta lại sinh chuyện cho nên về mặt sinh học chúng ta không nên hái các cái thứ cây đầu năm ở chùa mang về để làm lọc ở chùa hoặc đình hay những nơi công cộng chúng ta không nên hái đi về thứ hai nữa là về mặt tâm linh chúng ta không nên làm thế thì gọi là đừng lên chùa để hái lộc mang về không phải cái việc lập ấy không phải là lộc tâm linh mà cái đấy là triệt phá à, môi trường